chúng ta luôn rất lo lắng. Donati suýt nữa đã có được một cú đúp. McLaren bật rất cao, hiện cú đánh đầu lái bóng về góc xa nhưng Phí Minh Long một lần nữa đổ người chính xác để đẩy bóng cứu thua, khiến cho pha băng vào của Donati cũng bị lỡ đà.